Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Tại Gia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái một loại cải nhìn khá là nịnh mắt. Đó chính là cải bẹ trắng lá vàng. Cải bẹ trắng lá vàng thì có một cái tên khác, nó còn gọi là cải Hồng Kông, do nó có xuất xứ từ Hồng Kông. Cải này thì thời gian gieo cho tới khi thu hoạch là khoảng từ 30 tới 40 ngày. Đặc điểm của cây thì nó là thân thì màu trắng, còn cái bẹ lá thì màu vàng nhạt. Chiều cao cây là từ khoảng 30 đến 40 cm. Lá cải thì hình dìa, tán to. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt thì nó được kính cái một tảng lá thì khá là bự. Đây, nó còn bự hơn cả cái tay của mình. Trong loại cải này thì chứa rất nhiều vitamin, như là vitamin A, vitamin, một số vitamin nhóm B, một số loại vitamin khác như là E. Thì cái công dụng của loại cải này thì sẽ giúp cho thanh nhiệt, thông khí, lợi đàm, và còn một tác dụng khác nữa là giải cảm. Cải này có tính hàn, một khu vực cải nhỏ như thế này thôi để là ăn được nhiều nồi canh hết. Cái vườn cải này thì đã trồng và bây giờ chút xíu ở đây mình sẽ thu hoạch nó. Một số mà sâu bệnh hay xuất hiện trên nó, điển hình như là đây là có một vết sâu vẽ bùa. Đây là vết bệnh của sâu vẽ bùa còn lại sau khi mình đã phun thuốc chết sâu. Bên mình thì sử dụng thuốc sinh học. Cải này khi lớn thì có một cái màu nhìn khá là nịnh mắt. Mình sẽ nói cho các bạn xem một cây cải. Đây các bạn. Đây là phần rễ cũng khá nhiều. Tiếp theo thì cái bẹ của nó. Lá này khá là to. Hàm lượng dinh dưỡng cho nó rất là nhiều, nhưng mà các bạn nóng trong người thì nên ăn loại cải này, nó có tác dụng là giải cảm này, lợi khí. Thì cái quá trình mà để trồng nó thì đầu tiên là các bạn phải xử lý đất và bổ sung các loại phân như là phân trùn quế, phân Trichoderma để xử lý đất, xử lý các nấm bệnh mà đã còn của tàn dư của các bạn trồng của rau đợt trước. Thì sau khi mà xử lý xong thì các bạn sẽ tiến hành gieo. Khoảng cách cây thì các bạn tốt nhất là khoảng 20 tới 25 cm, do các bạn lá như vậy các bạn thấy khá là lớn, nên khi mà gieo mà cặn quá thì nó sẽ đụng lỡ nhau, cây nó sẽ bị cạnh tranh, nó không lớn được. Thì sau khi mà các bạn gieo từ khoảng 30 tới 40 ngày thì là lúc đó cây cải đã lớn và chúng ta đã bắt đầu thu hoạch được rồi. Thì ngoài cái loại cải này thì trong vườn còn là một số loại khác, như là các bạn thấy đây là tầng ô, ở đây là củ cải trắng, những củ cải siêu to. Đây là rau má. Tiếp theo là bên kia có một khu là cải bẹ xanh đang lớn rồi, cũng đã tới giai đoạn thu hoạch. Đây là một số loại cải gỗ, thân khá là to nha các bạn, bự cả ngón tay mình. Quay trở lại với loại cải này thì